Tiếp tục với những thông tin dự báo thời tiết ngày mới. Hôm nay miền Bắc thì đã giảm mưa, không biết là đến trưa thì nhiệt độ có tăng nhiều không chị Lan Chi? Vâng, do là mưa dông vẫn xuất hiện ở nhiều nơi ở miền Bắc trong đầu giờ sáng ngày hôm nay nên là nhiệt độ sẽ chưa tăng nhiều ạ. Cụ thể là đến trưa thì trời chuyển nóng oi với nhiệt độ ở thủ đô Hà Nội, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn hay là Yên Bái, Hòa Bình, Hải Phòng, Ninh Bình khoảng là 30 đến 34 độ. Chỉ riêng Điện Biên Phủ hay là Lào Cai xảy ra nắng nóng 35 độ. Trời nóng lên như vậy thì các em thí sinh đi thi chú ý uống đủ nước và giữ sức khỏe để có thể có kỳ thi thật tốt. Còn với Trung Bộ ngày hôm nay, nắng nóng cục bộ sẽ xảy ra ở Hà Tĩnh, Huế và Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất là 35 độ. Các thành phố còn lại nhiệt độ khoảng 32 đến 34 độ và về chiều tối thì sẽ có mưa dông ở Thanh Hóa, Nha Trang hay là Phan Thiết. Xuống Tây Nguyên Nam Bộ thì lại cần lưu ý mưa dông về chiều nay ạ. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa là từ 20 đến 40mm và có nơi mưa trên 60mm. Quý vị cần phải đề phòng với sét, lốc và gió rất mạnh. Bên cạnh đó thì có thể xảy ra ngập úng cục bộ do mưa lớn ở các khu vực trũng thấp. Thế còn trước đó thì trời có nắng gián đoạn. Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ cao nhất trong khoảng là 30 đến 32 độ, thời tiết mát mẻ. Trong khi thành phố Hồ Chí Minh và các thành phố ở Nam Bộ thì nhiệt độ sẽ nhỉnh hơn, phổ biến là 31 đến 34 độ. Riêng Phú Quốc thì trời mát 30 độ. Cảm ơn Lan Chi với những thông tin vừa rồi. Hy vọng là quý vị khán giả, đặc biệt là các em học sinh tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên này thì sẽ lưu ý để có thể có kế hoạch chuẩn bị tốt hơn trong ngày.